Địch Lệ Nhiệt Ba vượt Song Hye Kyo trở thành sao nữ đẹp nhất thế giới, nhưng mất top 1 ở bảng xếp hạng quê nhà. Có thể nói, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành biểu tượng sắc đẹp cũng là niềm tự hào của giới trẻ Trung Quốc, khi mà trong mọi bảng xếp hạng nhan sắc, cô nàng luôn góp mặt ở vị trí cao. Bởi đây, trang báo Great Top 10 đã đăng tải một bài viết nhận xét và bình chọn top 10 nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới. Có mặt trong danh sách này đều là những mỹ nhân đình đám trong giới giải trí và sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo. Điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ là việc Địch Lệ Nhiệt Ba đã vượt mặt rất nhiều đàn chị để đứng ở vị trí số 1. Sau khi nổi tiếng nhờ vai phụ Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Lập Lý Đào Hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục xuất hiện trong hàng loạt dự án phim lớn khác. Sở hữu vẻ đẹp lai tay ấn tượng, nàng mỹ nữ Tân Cương khiến nhiều người mê mẩn với nhan sắc xinh đẹp quyến rũ. Cô nàng thường xuyên khiến công chúng ngỡ ngàng với ngoại hình xinh đẹp cả trên phim lẫn khi đứng trên thảm đỏ sự kiện. Thậm chí Địch Lệ Nhiệt Ba còn được xưng tụng là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới kế nghiệp Phạm Băng Băng. Tuy sở hữu nhan sắc xinh đẹp ấn tượng là vậy, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi với vị trí nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới năm 2023. Thậm chí, cô nàng còn vượt mặt mỹ nhân đình đám xứ Hàn, Song Hye Kyo, hạng 4 và Emma Watson, hạng 2. Có ý kiến cho rằng tuy sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, song các đường nét của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa phải hài hòa. Mặc trang phục hiện đại đẹp là thế, tuy nhiên cô nàng lại nhiều lần bị chê bai vì không hợp cổ trang. Điển hình có thể kể đến tạo hình của nhân vật Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành hay Lệ Cơ ở Lệ Cơ Truyện. Tuy nhiên thời gian gần đây có vẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba đã có nhiều thay đổi, tạo hình của cô nàng trong phim cổ trang cũng được đánh giá cao hơn. Điển hình có thể kể đến Kỷ Vân Hòa trong Ngựa Giao Ký hay Nhậm An Lạc trong An Lạc Truyện đều rất xinh đẹp. Hiện danh sách top 10 nữ diễn viên đẹp nhất thế giới năm 2023 vẫn đang gây rất nhiều tranh cãi. Dẫu được đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất thế giới nhưng tại quê nhà, bảng xếp hạng mỹ nhân lứa 9X Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị bất ngờ vượt mặt bởi một sao nữ ít tên tuổi hơn rất nhiều. Bởi đây, cư dân mạng xứ Trung đã tổ chức bình chọn và đưa ra một bảng xếp hạng mỹ nhân lứa 9X của CBiz. Được nhắc đến, danh sách này đều là những mỹ nhân nổi tiếng và đang được công chúng chú ý rất nhiều. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này cũng gây tranh cãi khi cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều phải xếp sau người đẹp này. Cụ thể, ở vị trí thần là mỹ nhân sinh năm 1998 Châu Dã. Cô nàng được công chúng chú ý nhiều nhất khi vào vai nữ phụ trong bộ phim Đam Mỹ Đình Đám năm 2020 Sơn Hạ Lệnh. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đường nét hài hòa của cô nàng nhanh chóng nhận được vô số lời khen. Đặc biệt, khí chất tiểu thư sang trọng của cô nàng cũng nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Châu Dã tuy đẹp nhưng lại chưa đủ để có thể vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, trong bảng xếp hạng này, nàng mỹ nữ Tân Cương chỉ được đứng ở hạng bán thần cùng với Dương Tử. Vốn sở hữu vẻ đẹp lai tay ấn tượng cùng cô thời trang đẳng cấp, nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Dã nên đổi chỗ cho nhau mới đúng. Trong khi đó, vị trí của Dương Tử cũng không được ủng hộ. Tuy có vẻ đẹp mềm mại hợp cổ trang, song nhan sắc của nữ chính Hương Mật tựa khói sương vẫn thua xa Cổ Lực Na Trác với vẻ đẹp vừa lai tay lại vừa mong manh mềm mại. Theo đó, nàng Hoa Tuyết Tân Cương Cổ Lực Na Trác được cho là lên được đứng ở cấp bán thần chứ không phải là đỉnh cấp mỹ nữ. Thứ hạng tiếp theo là đỉnh cấp mỹ nữ, gồm ba cái tên là Cổ Lực Na Trác, Trương Dư Hi và Trần Đô Linh. Hạng tứ đại mỹ nhân gồm Tống Tổ Nhi, Điền Hi Vi, Triệu Lộ Tư và Từ Mộc Nhiên. Dân tình đều cho rằng bảng xếp hạng này còn thiếu nhiều người đẹp lứa 9X khác như là Cúc Tịnh Y, Vương Sở Nhiên, Tôn Di. Chung quy mọi xếp hạng chỉ mang tính tham khảo, trong lòng người hâm mộ thì idol của mình vẫn luôn xếp thứ nhất.